Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 31 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tham gia thảo luận tại hội trường về dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Huyện Phú Cừ đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học vì một nền giáo dục hiện đại. Một số địa phương ở huyện Ân Thi tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng đường Tân Phúc - Võng Phan. Chuyển biến trong xử lý vi phạm đất đai ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, hôm nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tham gia phát biểu thảo luận tại hội trường. Trong phiên họp buổi sáng, phát biểu tham gia vào dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đề nghị tiếp tục rà soát các quy định của dự thảo luật nhằm đảm bảo đồng bộ thống nhất với các dự án luật đang trình Quốc hội xem xét, thông qua như dự án luật đất đai sửa đổi, dự án luật nhà ở sửa đổi liên quan đến các quy định như quyền và nghĩa vụ của các bên trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà ở, quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong phiên họp buổi chiều, tham gia thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đề nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương tiếp tục có giải pháp quyết liệt hơn nữa để tháo gỡ những khó khăn điểm nghẽn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Khi có tiền, xác định rõ nguồn vốn mới được lập dự án đầu tư, đề nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương có giải pháp quyết liệt kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc triển khai cung ứng vật liệu xây dựng, ổn định giá vật liệu xây dựng cho các dự án. Việc công bố giá vật liệu xây dựng cần phải kịp thời sát với giá thị trường ở thời điểm công bố, nhất là các dự án giao thông đường bộ trọng điểm. Tiếp tục có giải pháp để sớm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản, thị trường bất động sản để giải phóng được nguồn lực từ các dự án bất động sản. Có cơ chế chính sách để khuyến khích phát triển phân khúc nhà ở vừa túi tiền để bảo đảm thanh khoản tốt, giải quyết được nhu cầu chỗ ở thực và đang thiếu nguồn cung ở các đô thị lớn, bảo đảm minh bạch hóa và giảm chi phí trung gian để nhà đất trở về giá trị thật, bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và bền vững. Sáng nay, đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có buổi làm việc với huyện Phú Cừ về kiểm tra đánh giá sơ bộ tiến độ xây dựng các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Về tiến độ thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, đến nay huyện Phú Cừ đạt 30 trên 36 nội dung, còn 6 nội dung đang triển khai thực hiện. Tại buổi làm việc, huyện Phú Cừ đưa ra các giải pháp hoàn thiện đầy đủ các tiêu chí huyện nông thôn mới. Huyện cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành một số nội dung như hỗ trợ xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trường, lớp học, trường trung học phổ thông Nam Phú Cừ để sớm đạt chuẩn mức độ 2. Sở Giáo dục và Đào tạo sớm kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn kết quả hoàn thiện tiêu chí giáo dục. Sở Xây dựng kiểm tra, hướng dẫn huyện đánh giá nội dung tiêu chí, quy hoạch và giao thông, bến xe khách. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn đánh giá nội dung tiêu chí môi trường và chất lượng môi trường sống, tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các xã thị trấn. Sáng nay, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức hội thảo khoa học tích hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giảng dạy lý luận chính trị giai đoạn 2023-2026. Các ý kiến tại hội thảo đều thống nhất để góp phần vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay, thì việc đổi mới công tác giảng dạy lý luận chính trị ở các trường chính trị là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Để thực hiện được điều đó, đòi hỏi mỗi giảng viên phải thường xuyên tự đổi mới mình, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ lý luận khoa học, thường xuyên đổi mới các phương pháp giảng dạy và đặc biệt phải lồng ghép quá trình giảng dạy lý luận gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, truyền tải đến học viên những kiến thức cơ bản, kiến thức thực tiễn dễ hiểu, dễ tiếp thu và dễ thực hành. Qua đó, góp phần vào sự thắng lợi chung trên công tác mặt trận tư tưởng, công tác bảo vệ Đảng đã được đề ra trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Chiều qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức hội thảo khoa học thực trạng phát triển các sản phẩm du lịch Hưng Yên. Phát triển các sản phẩm du lịch Hưng Yên là đề án được thực hiện từ tháng 3 năm 2023 và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2024, nhằm tạo cơ sở để du lịch Hưng Yên có những bước phát triển mạnh mẽ hơn. Tại buổi hội thảo,
các nhà khoa học trực tiếp tham gia đề án báo cáo chi tiết kết quả nghiên cứu về tiềm năng, những thách thức hiện tại của du lịch Hưng Yên. Theo đó, với vị trí ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, Hưng Yên được coi là điểm nối giữa các vùng du lịch nổi tiếng của các tỉnh lân cận. Thế nhưng, hiện nay sản phẩm du lịch của Hưng Yên mới chỉ bao gồm các điểm du lịch tâm linh, làng nghề, lễ hội, chưa mang tính thu hút khách thường xuyên và liên tục. Khách tới Hưng Yên chỉ ghé qua chứ chưa có nhu cầu lưu trú, nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất còn hạn chế, dẫn đến du lịch Hưng Yên những năm qua còn gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ thực trạng cũng như đi sâu phân tích tiềm năng hiện có, các ý kiến đề xuất một số định hướng cơ bản giúp du lịch Hưng Yên có thể sớm phát triển và phát triển bền vững trong giai đoạn tới. Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, thời gian qua một số trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy và học cũng như quản lý giáo dục. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên là một trong những trường học đầu tiên ở tỉnh Hưng Yên thực hiện điểm danh học sinh thông qua nhận diện khuôn mặt. Từ năm học 2022-2023, nhà trường đã trang bị hai máy nhận diện khuôn mặt tại khu vực hành lang phòng học. Thay vì điểm danh theo từng lớp và gọi tên từng người, nay chỉ mất từ 10 đến 20 giây, học sinh đã điểm danh xong. Ngay sau đó, hệ thống điểm danh sẽ tự động gửi thông báo về điện thoại cho phụ huynh học sinh. Việc này không chỉ thúc đẩy chuyển đổi số trong nhà trường mà còn tạo thuận lợi trong việc quản lý học sinh. Điểm danh sẽ được gửi về cho bố mẹ, giúp bố mẹ yên tâm hơn về con của mình, việc đi học, giúp bọn em có quy tắc hơn và có ý thức đến trường đúng giờ. Trường Trung học Phổ thông Quái Châu là đơn vị được Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên lựa chọn thí điểm việc xác thực thi online bằng căn cước công dân có gắn chip. Thông qua phần mềm đọc căn cước công dân có gắn chip và sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, cán bộ coi thi có thể kiểm tra chính xác thông tin dự thi của thí sinh, góp phần ngăn chặn các hành vi giả mạo giấy tờ nhờ người thi hộ. Toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi đều nằm trong tầm kiểm soát của cơ quan quản lý. Tất cả các khâu như kiểm soát thí sinh đã vào phòng thi chưa, thí sinh nào bỏ thi, diễn biến thí sinh làm bài đều được số hóa tự động lưu trên hệ thống. Qua đó, ngăn chặn tình trạng gian lận thi cử, tạo thuận lợi cho công tác thanh tra, giả soát sau này. Bắt đầu tính giờ thì đề mới được mở ra và học sinh mới có thể rút được đề. Sau khi học sinh thi xong thì lập tức học sinh có thể nắm được luôn kết quả của mình, điểm thi của mình, điểm số là bao nhiêu, không phải thực hiện chấm, khó có sự can dự từ bên ngoài, nên cái tính bảo mật của nó sẽ tốt hơn. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ và hoạt động dạy và học, quản lý giáo dục. Hiện 100% các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trong tỉnh được trang bị máy chiếu, màn chiếu đa năng phục vụ việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên. 100% cơ sở giáo dục triển khai sử dụng các phần mềm họp, dạy học trực tuyến và phần mềm quản lý ra đề thi để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Thực hiện chủ trương đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, hiện trên địa bàn thành phố Hưng Yên còn 34 công trình dự án được Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt quyết định đầu tư. Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên đã lập đoàn giám sát chuyên đề nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án này trên địa bàn. Theo giải trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, trong số 34 công trình dự án chưa được phê duyệt, quyết định đầu tư có một công trình nằm trong khu vực thực hiện của dự án khôi phục phố Hiến Cổ, một công trình trùng với dự án cải tạo chỉnh trang một số tuyến đường nội thị của tỉnh. 6 công trình trùng với quy hoạch hồ An Vũ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt vào tháng 3 năm 2023. Hầu hết các công trình khác cũng đang trong quá trình khảo sát, lập dự án để thẩm định phê duyệt đầu tư. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố bám sát vào nghị quyết đã được thông qua, chỉ đạo các phòng ban chức năng đánh giá, xem xét tính khả thi, tính trọng điểm, cấp thiết của công trình để triển khai thực hiện các dự án này trong thời gian tới. Do nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất năm nay trên địa bàn thành phố giảm,
dẫn đến nguồn lực đầu tư cho các công trình dự án bị hạn chế. Ủy ban nhân dân thành phố cần ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, dự án được cử tri có nhiều ý kiến kiến nghị như cải tạo chỉnh trang hạ tầng vùng lõi đô thị, cải tạo nâng cấp đường giao thông, cải tạo kênh dẫn, kênh tiêu, các công trình trong lĩnh vực y tế, giáo dục, tạo đà để thành phố Hưng Yên sớm hoàn thiện các tiêu chí trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025. Hiện tại các địa phương trên địa bàn huyện Ân Thi có dự án đường Tân Phúc - Võng Phan đi qua đang tập trung thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án. Gia đình bà Nguyễn Thị Bốn, thôn Trạo Thôn là một trong 126 hộ dân của xã Đa Lộc nằm trong diện thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án đường Tân Phúc - Võng Phan. Những ngày gần đây, gia đình bà được chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động các chính sách và lợi ích khi dự án đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, những băn khoăn kiến nghị của gia đình được địa phương tiếp thu tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng trả lời xử lý thỏa đáng. Bởi vậy, dù hơn một mẫu đất sau khi thu hồi chỉ còn 0,5 sào, nhưng gia đình bà Bốn đều nhất trí đồng thuận nhường đất cho dự án. Chúng tôi cũng có một số những cái thắc mắc, ban giải phóng mặt bằng là cũng giải thích, chúng tôi nghe ra một cái là chúng tôi phấn khởi mà đồng ý. Thực hiện dự án Tân Phúc - Võng Phan, xã Đa Lộc phải giải phóng mặt bằng gần 14 hectare, trong đó đất nghĩa trang chiếm khoảng 0,5 hectare. Qua kiểm đếm, khu vực hung táng có 18 ngôi mộ từ 1 đến 3 năm, khu vực cải táng có khoảng 100 ngôi mộ, trong đó có nhiều mộ tổ của các dòng họ xây dựng với kinh phí lớn. Đây là một trong những khó khăn đòi hỏi địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đưa ra phương án di chuyển mồ mả phù hợp, vừa đảm bảo tiến độ dự án, vừa tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Bước đầu đã làm cái công tác tuyên truyền vận động đến các dòng họ, các gia đình. Thế và đến nay thì cơ bản là các dòng họ là cũng rất là ủng hộ. Chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch là quy hoạch một cái khu hung táng mới di chuyển theo cái lộ trình. Những cái ngôi mà hung táng từ 3 năm trở lên thì sẽ thực hiện trước. Tuyên truyền đối với lại các gia đình là có khi có người thân qua đời sẽ tiến hành hỏa táng. Tại xã Văn Nhuệ có 53 hộ thuộc diện thu hồi đất với diện tích khoảng 6 hectare, trong đó có 2 hộ phải thu hồi cả đất nông nghiệp và đất thổ cư. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên 100% hộ dân đều đồng thuận với chủ trương thu hồi đất và hiện đã hoàn thiện việc kê khai tài sản trên đất. Cơ bản là được người dân là cũng đều ủng hộ, chỉ có điều là họ đề nghị các cái đất canh tác còn nhỏ lẻ thì cho tiếp tục thu hồi. Ủy ban nhân xã thì tiếp nhận tất cả các ý kiến đó và đề xuất lên trên ủy ban nhân huyện để có các cái phương án cụ thể. Thời điểm hiện tại, các địa phương trên địa bàn huyện Ân Thi nơi có dự án đi qua đang đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, trong đó tập trung bố trí các khu tái định cư, khu vực di chuyển mồ mả, đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Sáng nay, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm ra quân tiến hành tổ chức giải tỏa các công trình xây dựng lều quán, phòng trọ trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang giao thông thủy lợi tại thôn Hành Lạc. Tổng số có 21 trường hợp vi phạm, trong đó có 13 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, 8 trường hợp vi phạm hành lang giao thông công trình thủy lợi. Để thực hiện kế hoạch giải tỏa, trước đó các ban ngành đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động được 8 trên 21 trường hợp tự giác tháo dỡ toàn bộ các công trình vi phạm. Đến sáng ngày 31 tháng 10, vẫn còn 13 trường hợp với diện tích vi phạm trên 1.400m2 mới tự giác thu dọn vật dụng và tháo dỡ được một phần công trình vi phạm. Nhằm giải tỏa dứt điểm các công trình xây dựng trái phép, các lực lượng chức năng của thị trấn Như Quỳnh tiến hành ủi xúc các công trình xây dựng trái phép. Sau giải tỏa, thị trấn Như Quỳnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thường xuyên theo dõi kiểm tra địa bàn, không để các gia đình cá nhân tái vi phạm. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, thời gian qua xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu tập trung xử lý quyết liệt giải tỏa các trường hợp vi phạm theo quy định và đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Năm 2018, gia đình anh Đỗ Xuân Thắng ở thôn Cao Quán tự ý xây dựng kho khung thép rộng trên 1.100m2, máy lập tôn cao 6m, trong xưởng chứa ống nhựa thành phần. Trong tháng 7 vừa qua, gia đình anh được cán bộ đoàn thể địa phương gặp gỡ đối thoại giúp anh nhận thức rõ được mức độ vi phạm, qua đó anh tự giác tháo dỡ công trình. Chúng tôi làm kho xưởng trên đất ruộng 03, nó không đúng pháp luật, chính quyền bảo thu hồi thì mình xin tự tháo dỡ và để lại mặt bằng cho huyện và tỉnh, làm khu quy hoạch mới cho dân cư.
Trong quá trình thực hiện, xã huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị cơ sở, phân công mỗi đoàn thể phụ trách một nội dung công việc, đối tượng cụ thể, đến từng hộ gia đình tìm hiểu hoàn cảnh để có biện pháp tuyên truyền thực hiện phù hợp. Do vậy, đại đa số người dân đồng thuận chấp hành, tích cực phối hợp. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã xử lý được 15 trường hợp vi phạm kế hoạch số 93A, trong đó có 12 trường hợp tự nguyện tháo dỡ. Các hộ đã sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, chủ yếu xây dựng xưởng, lều lán trên đất nông nghiệp, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã, tập trung chủ yếu ở thôn Cao Quán, Thị Tứ Bô Thời. Như gia đình ông Bùi Xuân Sáng tự nguyện tháo dỡ công trình, di chuyển toàn bộ vật liệu xây dựng tài sản trên diện tích gần 230m2. Hộ ông Đỗ Hữu Loát tháo dỡ công trình, di chuyển toàn bộ vật liệu xây dựng tài sản trên diện tích hơn 900m2. Gia đình ông Đào Duy Sự, Bùi Hương Diệp tháo dỡ cọc sắt, hàng rào tôn trên phần đất vi phạm. Đằng sau nhà tôi có một tí đất của tập thể tầm hơn 100m2. Thì tôi cũng dựng một ít nẹp, ít tôn, ủy ban nhân xã ra, mấy bên địa chính ra thì cũng phân tích và chia sẻ gia đình chúng tôi cũng cùng kết hợp mấy thị tứ với lại chính quyền địa phương xã thì cũng tự nguyện để tháo dỡ cái hàng rào tôn đi ra để giảm mặt bằng, cam kết không tái phạm nữa. Phát hiện một số hộ là vi phạm có hình thức là lấn chiếm, đặc biệt là có 3 cái hộ mà lấn chiếm ra phía giáp danh với nghĩa trang nhân dân Thị Tứ Bột Hỏi, lúc cao điểm là đã quây tôn quanh cái khu vực đấy có ý định để xây dựng. Thì phía cơ sở chúng tôi bằng các cái biện pháp là ra tuyên truyền, vận động, giải thích. Cuối cùng là 3 gia đình này cũng đã nghe và tháo dỡ toàn bộ cái khu vực là tôn lấn chiếm giáp mấy cả phía nghĩa trang nhân dân để trả lại cái mặt bằng là trên 300m2. Hiện nay xã Hồng Tiến còn 19 trường hợp vi phạm xây nhà công trình trên đất nông nghiệp, chủ yếu là vi phạm cũ. Xác định việc thực hiện giải tỏa các công trình xây dựng trái phép là nhiệm vụ chính trị cần tập trung. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và quản lý giám sát nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn hiệu quả các vi phạm phát sinh ngay từ sớm. Địa phương kiên quyết xử lý triệt để các vi phạm mới phát sinh. Thôn Thanh Xá là địa bàn có số lượng hộ kinh doanh nhà trọ đông nhất xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Các nhà trọ thường xây dựng khép kín, kiến thức phòng chống cháy nổ của người thuê còn hạn chế nên nguy cơ hỏa hoạn xảy ra là rất cao. Trước việc cháy nổ diễn ra tại một số khu nhà trọ vừa qua, nên chính quyền và các ngành chức năng đã vào cuộc tuyên truyền, vận động người thuê trọ quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ. Trước đây, các thiết bị điện hay bếp đun nấu trong phòng trọ chưa được anh chuyển chú ý, thì sau khi được địa phương nhắc nhở, hướng dẫn biện pháp phòng chống cháy nổ, anh chủ động ngắt các thiết bị trước khi ra khỏi nhà. Chủ nhà với các anh công an xã ở đây cũng vào tận nơi chỉ bảo cách phòng cháy chữa cháy. Lúc bọn em đi làm thì bọn em cũng rút ổ cắm tắt ra, xong bọn em mới đi làm. Gia đình chị Thu có 30 phòng trọ. Các phòng trọ thường có diện tích nhỏ, người lao động phần lớn từ nơi khác đến thuê nên ít được tiếp cận với kiến thức phòng cháy chữa cháy. Trong khi đó, nấu ăn, sử dụng điện thoại, máy sấy tóc có nguy cơ cháy nổ rất cao. Để tránh rủi ro có thể xảy ra, bên cạnh việc thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy, chị Thu đã chủ động các biện pháp. Mỗi một dãy trọ này tôi đã lắp một cầu dao riêng, các phòng thì là các cháu có đồng hồ riêng tự ngắt, và xã đã trang bị cho bình phòng cháy chữa cháy. Thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ có gần 100 hộ kinh doanh nhà trọ, đáp ứng chỗ ở cho trên 2.000 công nhân tại các nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn. Thực tế cho thấy nhiều khu nhà trọ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Trước thực tế đó, cùng với cảnh báo cháy nổ trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền vận động các hộ dân, nhất là các chủ nhà trọ tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy do xã tổ chức, lãnh đạo thôn còn thường xuyên đi kiểm tra nhắc nhở người thuê trọ cần đảm bảo an toàn cháy nổ, nhất là việc sử dụng điện ga để đun nấu. Ngoài cái tập huấn của xã ra thì thôn tôi cũng thành lập được 3 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Mỗi tổ liên gia là 5 hộ liền kề. Và chúng tôi cũng thành lập một tổ phòng cháy chữa cháy công cộng. Thì nhân dân cũng nhận thức là cái việc cháy nổ là rất quan trọng. Dân bây giờ bắt đầu là cũng đến nhà tôi là đăng ký để mua bình phòng cháy chữa cháy. Thời gian gần đây, các chủ nhà trọ trên địa bàn thôn Thanh Xá đã có ý thức hơn trong phòng chống cháy nổ. 100% các chủ nhà trọ đã được học tập huấn, trang bị kiến thức bình chữa cháy. Thời gian tới,
xã Nghĩa Hiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng xử lý thoát hiểm cho người dân và những người thuê trọ khi có cháy xảy ra. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kim Động vừa ra quyết định tạm giữ với 5 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó vào hồi 21 giờ 15 phút ngày 26 tháng 10, tổ công tác của công an huyện Kim Động kiểm tra một nhà nghỉ tại thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường. Tại phòng 104, tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng gồm 4 nam, 1 nữ cùng các chất được xác định là ma túy. Các đối tượng khai nhận đang bắt giữ một con nợ vay của Nguyễn Xuân Khoa, sinh năm 1978, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động. Số tiền 80 triệu đồng nhưng không có điều kiện trả nợ. Sau khi Khoa chỉ đạo Sang, Huyền, Nhất và Tạ bắt giữ được con nợ từ thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về thì đưa vào nhà nghỉ ở xã Hiệp Cường và lấy ma túy mang theo sử dụng. Khoảng gần 21 giờ cùng ngày, Khoa đến nhà nghỉ thì Sang và Nhất sử dụng rủi cui điện tự chế đánh con nợ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kim Động ra quyết định tạm giữ Khoa, Sang, Nhất, Tạ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và Huyền về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.